Rồi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh bán hàng của mình ha. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người một số ít cái mẫu dao của hãng Takayuki ha. Thì hôm nay hàng nó hơi vip chút xíu ha. Thì Takayuki rồi cũng xếp vô cái hàng hệ rồi. Thì cái hàng dao mình mua là của mấy cái người đầu bếp Nhật người ta thanh lý ha. Thì nó được đựng trong cái thùng bằng nhựa ốp da bên ngoài. Trong này nó có hai cái khóa, mà cái chìa thì nó không còn nha. Ba sách rất là đầm nha, rất là nặng nha. Đó. Mọi người thấy nha, mình quay vòng vòng ha. Thì ai mua nguyên cái bộ thì mình sẽ đưa nguyên cái thùng này luôn, tặng nguyên cái thùng này luôn ha. Còn mua lẻ thì sẽ không có cái thùng ha. Đó, cái thùng này bằng nhựa, ốp ngoài bằng da, da này da xịn, da không phải da thiệt nhưng mà da xịn, da nhân tạo á. Rồi thì cái mặt thì là cái phần vỏ thì nó cũng hơi trầy trầy chút đỉnh do cái thời gian nó xài thì người ta sử dụng nhiều thì nó cũng phải bị dơ ha, bị trầy trụa. Thôi giờ mình sẽ mở ra giới thiệu mọi người ha. Ở đây thì được tất cả là 5, 6 con, 6 dao và 2 cái nẻ. Thì có 1, 2, 3, 4 5 con là thép không rỉ nha. Còn con này là thép giấy xanh. Còn sashimi khủng là thép giấy xanh. Tự mình dỡ ra, mình bóc ra cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình giới thiệu con này. Bữa nay thì tất cả sản phẩm mình sẽ bao ship hết nha các bạn. Bao ship nha. Và bạn nào mà mua mới thì vui lòng cọc cho mình 200.000 nha, trước khi giao hàng. Còn khách quen thì khỏi ha. Thì bên mình thì bao ship mã hàng video hôm nay là video 37 ha, là mình sẽ bao ship với đối với cái hàng hệ này. Đó. Thì con này là con Yuto, chiều dài nó là 330 ha. Thép là thép không rỉ của Thụy Điển. Mỏ nó vậy ha. Mình cầm vô dấu vân tay dính nè. Con này chiều dài là 330 để mình đo cho nó còn đủ không. Ba trăm ba mươi dư sức nha mọi người, dư sức còn dư luôn á. Bản là hơn sáu luôn. Khoảng 61, 62 vậy, 61. Đồ dày nó thì hai ly cứng. À, cái mã là mã T1, mình bán 2.2 triệu nha, 2.200k. Con này thì bán nha bạn, mình đã mài sơ rồi nha. Cán nha. Chữ Takayuki đây nó còn Takayuki. Chữ của cái người làm ra con dao hay là người sử dụng gì đây. Này còn một chữ này nó nằm trong mấy con này nhiều lắm.
rất là khủng, 330 ha, thích hợp cho mọi người về các loại mấy loại thịt lớn ha, hoặc là sưu tầm ha. Con này thì giá mới nó khoảng 5,6 triệu, 5,7 triệu gì đó. Con này thì cái bản 6 chấm mấy là nó còn như nguyên bản ha, các bạn nhìn cái form dao bạn biết. Sakai Takayuki lâu lâu mới có được một con nha mọi người. Rồi T1 mình bán 2,2 triệu ha. T là cái chữ Takayuki đó. Mình bữa nay video 37 mà mình không viết mã ba mấy gạch mấy mà mình sẽ gạch T. Và một cái video mình bao ship. Con này nó nặng là 250 gram nha mọi người. Rồi mình giới thiệu tiếp, con này là một con đề ba Âu, cũng Takayuki luôn, Sakai Takayuki. Ship 240mm, thép thì điển mắc in Japan. Con này mình chưa có, mình chà nhám nước thì nó còn xước ha, mọi người về thì chà thêm ha. Con này mình bán là 2 triệu nha. Sakai Takayuki cán ha. Sớ nha, con này bên đây thì đẹp hơn nha. Đủ 240 nha mọi người, đủ 240, dư luôn, dư luôn, chứ không phải đủ đâu, nó là gần 245 thôi. Bản là 55/55. Vậy là 5 ly ha. Vậy 5 ly. Mọi người xem lại ha. Con này hôm trước mình bán có con 210 á, mình có bán con 210 á. T2 ha, 2 triệu ha. Con này giá mới nó cũng khoảng 5 triệu mấy, 6 triệu. Nó cũng tương đương con kia đó. Mà cái mặt lưỡi nó có hơi xước xước, con này bớt cho mọi người. Vậy mọi người tự chà, tự đánh bóng. Con T3 là 900. Con này là cái dáng là dáng gì mình quên. Con này cũng thép thì điển ha. Thép thụy điển dài là 270. Mất in the band Sakai Takayuki luôn. Này cũng có chữ của cái người đó nè, người sử dụng là cái người nghệ nhân gì đó. Cán đẹp nha. Hai 70 để mình đo đủ không nè. Đủ 270 nha mọi người. Bản là 31. Đồ dày là cũng là 2 ly, 2 ly cứng, 2 ly 1, 2 ly 2. Thép thì điển, không gỉ. Cán còn đẹp. Mày sơ rồi ha. Mũi nha. Rồi T3 900k. T4 500k là một Kata Kayuki dòng Gyuto nhỏ 180mm. Con này thì inox, để chứ inox. Thì nó có nghĩa là AOS 8 á.
sáng nha. Chỗ này mình chà nó chưa kỹ lắm. Con này thì nó sao nó hơi bị sét nhiều, mấy con kia ít sét hơn. Này 182 nè. Bảng là 4 nè. Độ dày 2 ly ha. Còn mình bán 500k, T4 500k. T5 700k. Con này là một con sashimi đầu vuông. Có chống dính nè. Con này thì nó dài lắm. Đo rồi con này tới 300 ml, cán nhựa nha. Cán nhựa đẹp. Ba chốt. Thép không rỉ nguyên cây nha, 300 hơn. Bảng là 27 nha. Bảng 27. Độ dày nó là 2 ly ha. Con này 27, con này 300, dài hơn. Độ dày 2 ly nha. Vuốt ở đây thì nó còn khoảng 1 ly rưỡi. Con này dùng để sashimi đầu vuông. T5 ha, 700 nha. Như mới nha các bạn. Rồi T6. T6 là một con sashimi Nayajiba. Con này là cán nhựa, cán gỗ, khâu sừng. Khâu rất đẹp nha, còn cái tem đây luôn. Con này chỉ xài mà thời gian ngắn. Có chữ nè, chữ của người dùng hay nghệ nhân gì mình không biết. Sakai Takayuki. Con này thì cái miệng nó, cái lưỡi nó hơi có mẻ tí chỗ này. Mình chưa vệ sinh, chưa mài gì hết. Con này chưa mài nha. Mình mua về thì còn có một số cái chỗ đốm. Về mình để mình xài luôn cũng được. Còn mài lại nha. Còn bén lắm nha. Bén lắm. Con này thì dài lắm, con này nó dài khủng á. Con này là phơm còn chỉnh nha. Con này là 32 ha. Bảng là 37. Này là 320 nè. 320, bảng này 37. Dàn 37. Độ dày nó là 5 ly, hơn 5 ly, khoảng 5 ly rưỡi á. Nhắc lại cái này là dài 320, bảng là 36 rưỡi. Về 5 ly rưỡi. Con này thì cái người bán cung cấp mình là thép giấy xanh. Trên dao thì nó không có ghi ha. Con này mà mới nó khoảng 10 triệu, mười mấy triệu, 12 triệu. Đó, mình quay cho cái phần mẻ cho bạn xem ha. Đó. Thì mình bán cây này là 3 triệu chẳng nha. T6 à, cán gỗ khâu sừng ha. Rồi mọi người.
nhất nhắn tin cho mình. Tiếp theo thì là có cây hai cây nĩa và cây đũa. Cây nĩa nhỏ T7 350, cái này cán còn rất đẹp nha, cán gỗ bắc ca luôn, ba chớp thép. Con này chiều dài là 28 mm, chiều cắt nè, chiều ghim được nè, tính được chiều ghim được là khoảng 12. Thép không rỉ nguyên cây, đầu còn nhọn ha, đầu nhọn. Rồi cái này bán là 350k. Cây nẻ thứ hai, mấy cây này là mấy cây người mà đầu bếp sử dụng chứ mình không có sử dụng trên bàn ăn ha. Ta ghim thịt để người ta làm nấu nướng thịt bự á, mình bán 500k T8 ha. Con này cái này nó bị rớt hay sao, cái đầu nó hơi bị quéo vô chút, các bạn về dỗ ra ha, cán gỗ ha. Không lỗi lầm. Này có cái đồ máng lên giá. Con này tổng dài ra 44, gần 44. Độ phận ghim được thì là tới đây là 10. 10 ha, hơn 10 tí. Cái này rất nặng nha, rất nặng. Này để ghim gì mình không biết, ghim thịt bò, cá ngừ đại dương gì đó. T8 500. Rồi cuối cùng là cây T9, là cây đũa ha. Cây đũa, cây đũa này là cán gỗ, phần trên là thép không rỉ, đây là khâu sừng nha, này sừng nha bạn. Còn rất đẹp ha. Cái này bán 500.000, chiều dài nó là 44. Cái phần thân gấp tới phần inox này là 30 hơn, 35, 30.5. Cái này Sakai Takayuki. Hai cái nẻ cũng Sakai Takayuki, mà tại vì cái cây này nó không có cái hộp, cây có nẻ trong này có cái hộp. Thì mọi người mua hết cái bộ này thì mình gửi luôn cái thùng. Trong này nó có cái túi để nhét cái đầu vô. Rồi, mọi người chọn cái mã nào thì nhắn tin gọi điện cho mình ha. Cái thùng này nếu mà sau này bạn mua lẻ thì mình sẽ quay cái thùng này, mình sẽ bán cái thùng sau ha. Rồi, hôm nay mình có bao nhiêu mã thôi, mình cũng chào mấy bạn ha. Chúc mấy bạn có một buổi tối vui vẻ ha. Rồi, xin chào tạm biệt ha.